À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi quyết định quay cái cảnh quyền sử dụng đất ở Việt Nam để tặng quý kiều bào một thuật ngữ có tên là gửi tiền về đứng tên giùm. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một trường hợp như thế này. Có một chị Việt Kiều, chị về quê, chị trong một lần về Việt Nam thì chị thấy đất đai rẻ và chị nói với má chị rằng là thôi má ơi, con thì bển con cũng có một cái túi tiền dư, thì ở bển vì chồng con và con là hai người là hai cái tài khoản khác nhau, thôi ở bển thì cũng để làm gì, thôi bây giờ con gửi tiền về cho má để má mua đất cho con. Và cái câu chuyện mẹ con trong thì thôi mày có tiền thì mày gửi về cho tao để tao mua đất cho mày. Câu chuyện chắc cũng không có gì để mà đáng nói, không có gì để là đáng bàn. Thình lình đột ngột bà mất. Thì trong một cái gia đình có tổng cộng là 4 anh chị em ruột, quý vị và các bạn ạ. 4 anh chị em ruột và chỉ có một chị gái ở Việt Nam cùng chị hiểu được rằng cái nguồn gốc mấy ngàn mét vuông kia đó đang ở trên cái mặt đường đó là tiền của nước ngoài gửi về. Còn lại một người không có ý kiến trung dung, người còn lại thì yêu cầu tôi không quan tâm, tôi không cần biết, miễn má chết má để lại tài sản thì chia thôi. Mà tôi nói thiệt á, tôi ở Việt Nam tôi nghèo khổ, tôi chia, tôi cũng không chia gì của chị hết, tôi chia những gì của má. Khó không quý vị và các bạn? Cái anh ở Việt Nam, một người con ruột họ, anh nói hoàn toàn chính xác thôi. Anh không tham lam, anh bảo rằng như vậy. Mà thực tế, cái nguồn tiền, quý vị và các bạn á, cái nguồn tiền mà để cái chị người Việt Kiều gửi về thì gửi bằng thư tay, gửi ở bên kia nhận, thí dụ như nhận một cái số tiền, đưa số tiền thì bên này đã nhận tiền, không có bất cứ một cái chứng cứ. Và một trong những người đồng thừa kế ở Việt Nam họ bảo rằng tôi không chia gì của anh chị người nước ngoài, tôi chỉ chia những gì thuộc quyền di sản của má để lại tôi chia. Nan giải rồi đây ha quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế không ít trường hợp chị em ruột gửi về cho nhau rồi sau này trong cái quá trình làm ăn thất bại lật kèo. Quý vị và các bạn có biết từ lật kèo không? Thường thì đi nước ngoài nhiều lắm cho nên tiếng Việt quên. Lật kèo tức là một cái sự bội tín. Một cái sự bội tín trong lời nói. Hôm trước tôi vay của chị là 100 đồng. Hai bên không làm giấy tờ gì hết. Và khi tôi cần tôi bảo rằng là bữa tao cho mày mượn 100 đó, bây giờ mày hoàn trả lại tao. Thì cái người mà cho vay bảo rằng, người đi vay bảo rằng tôi vay chị hồi nào. Đó là một cái sự bội tín, một cái lời không giữ lời trong từng lời nói, từng hành vi, lật kèo trong cái thực sự ngữ mà tiếng lóng. Trở lại vấn đề của mình nha quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều trường hợp người Việt Kiều gửi tiền về cho gia đình. Ngoài cái số tiền giúp đỡ gia đình về xây nhà, về quan hôn tăng chế, chăm sóc dưỡng dục má, rất nhiều trường hợp khác. Và còn gửi tiền về cho má đứng tên giùm, giống như trường hợp của vị khách hàng của tôi. Và tôi cho rằng là tình ngay và lý gian. Vậy thì trong trường hợp này mình sẽ xử lý thế nào? Thưa quý vị và các bạn, không khó để chứng minh nguồn tiền ở nước ngoài gửi về. Nhưng khi đã chứng minh kiện tụng ở tòa đó thì gần như mất hết tình cảm gia đình. Trong cái video lần này tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một hình thức. Cho dù các bạn, những người có một chút về dư giả, muốn đầu tư ở Việt Nam để sinh lợi,
Mua thổ thì lời mà quý vị và các bạn. Gửi tiền về cho chị em ruột của mình, gửi tiền về cho mẹ ruột của mình, gửi tiền về cho bạn bè của mình, hùn vốn để phát triển lên, thì chúng ta cũng phải có một chứng cứ. Khi ra tòa thì quý vị và các bạn không thể nói miệng được. Cách đây vài ngày thì tôi có một cái vụ kiện nó như vậy đó quý vị. Anh chị em, hai người ở miền Bắc vào miền lập nghiệp. Chị em hình như dòng họ là bà con chú bác. Thì mỗi người góp với cái tỷ lệ là 50%, mua một miếng đất bề ngang là 20 mét. Thì cũng sẽ dự định rằng là mua, thì tôi cứ giả sử là mua 100 đồng. Thì khi mua thì mày ở vị trí này, 10 mét, tao ở vị trí này. Xác định rõ như vậy. Và một trong hai người đứng tên. Thì bẵng đi một cái thời gian khoảng 8 tới 10 năm gì đó, thì cái người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ bán luôn. Họ bảo tôi mượn anh nào. Là kèo đó quý vị và các bạn. Trở lại vấn đề, đối với trong trường hợp các anh chị em ở nước ngoài muốn gửi tiền về đầu tư để sinh lợi, thì chúng ta cần có những cái kỹ thuật. Thứ nhất là chúng ta nên lưu lại những cái đoạn ghi âm của người trong nước về cái việc bàn tán, về cái việc thảo luận mua đất. Đoạn đó ghi âm nhỏ thôi quý vị và các bạn. Em ở Việt Nam, em đã mua miếng đất với cái giá tiền là 1 tỷ đồng. Mua miếng đất này ở của ông A. Phương tiện thanh toán, phương thức thanh toán làm 3 lần. Hiện tại nhà đã giao. Thứ hai, đó là những đoạn email gửi tiền về. Hôm nay tôi là con của mẹ tôi nha. Mẹ ơi, con có gửi về để tương đương với số tiền 20.000 đô mua miếng đất ở huyện Đức Hòa cho con nha mẹ. Bây giờ mẹ nhớ nha, bây giờ thanh toán lại như thế nào rồi. Chứng từ rất quan trọng quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn có thể, quý vị và các bạn có thể không có chứng cứ vì chúng ta sợ tốn những cái chi phí, thì bây giờ chúng ta sẽ gửi tiền qua hệ thống ngân hàng. Má ơi, hôm nay con chuyển tiền về mua đất ở Long An. Má nhớ đi, nhờ các anh chị em đi ra ngân hàng Vietbank, đi ra ngân hàng Sacombank gửi cái tài khoản. Nhớ nha má, chủ tài khoản là tên của má. Sau này cái người anh chị em ruột đó, họ nói là tài sản của má. Đố quý vị và các bạn biết, trong niềm tin của họ, trong người là đứa con ruột trong nhà, họ biết được má họ có tiền đâu mà có để mua tài sản này hay không? Rõ lắm quý vị và các bạn. Tôi là con ruột trong gia đình này, tôi biết rằng má tôi làm nghề gì, sống bằng thu nhập như thế nào, để mà có hay không có dư mua miếng đất này. Thật ra cái anh con trai tranh chấp á, anh nói về luật không sai, anh nói không sai chút nào hết. Anh thừa hiểu rằng quyền sử dụng đất này là của người nước ngoài gửi về. Chắc chắn là điều đó là có thật. Tại vì chị đã tâm sự với tôi rằng, là mấy lần tôi về, hàng xóm láng giềng còn biết nữa là tôi là người mua miếng đất này. Anh chị em ruột, bà con trong dòng họ, mỗi lần tôi về đám tiệc và tổ chức, nói thiệt với luật sư, nói thì ra cảm thấy xấu hổ. Tôi về tôi mua cho mỗi người từ những món quà nhỏ, tiền để mà ăn uống cũng là tôi. Má tôi tại thời điểm đó lớn tuổi lắm rồi mà không có bất cứ một cái sự đầu tư. Tiền sinh hoạt phí hàng ngày còn không có, lấy gì đâu có tiền để mà đầu tư. Tình ngay lý gian đó quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi trong cái quá trình hành nghề thì tôi có được
khoảng 5 tới 6 vụ kiện tụng liên quan cái duyên của Việt Kiều nước ngoài. Và một số trong trường hợp đó, trong quá trình đi giữa chừng thì có những cái thương lượng để giữ kết nối lại với cái tình cảm gia đình. Một số trường hợp không thể kết nối được và đã quyết định bằng một cái bản án. Và thậm chí có những cái căng đến mức độ mà bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm và thi hành bản án. Thưa quý vị và các bạn, xã hội mà, nó sẽ có người này, người kia, người nọ. Người thì thích mặc áo đỏ giống tôi, người thì thích mặc áo vàng, người thì thích lại mặc áo màu tím cơ. Tuy nhiên, thông qua cái câu chuyện và nhờ má đứng tên giùm này, tôi muốn quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn cảm thấy việc đầu tư ở Việt Nam sẽ sinh lợi, thì quý vị và các bạn nhớ đến cho tôi hai vấn đề. Thứ nhất, quý vị và các bạn cần phải lưu âm, lưu hình và tất cả bằng email, bằng giọng nói, bằng Viber, bằng Yahoo Messenger để lưu lại tất cả những cái thông tin cho rằng mình nè, Việt Kiều nè, mới chính chủ gửi toàn bộ tiền mua miếng đất đó. Và miếng đất đó phải được ghi rõ là miếng đất này với những yếu tố cơ bản. Thứ nhất, đất này giá bao nhiêu tiền? Đất này của ai? Đất này phương thức thanh toán là như thế nào? Và quan trọng là má phải là người đứng tên. Và sau khi có cái việc má đứng tên rồi, thì má ơi, sau này má nhớ tài sản này là của con nha má. Điều thứ hai trong cái loạt bài này, tôi muốn quý Việt Kiều phải nhớ rất là rõ. Bất kỳ chúng ta không sợ tốn tiền, bất kỳ một vấn đề nào dù nhỏ nhất, số tiền thì chúng ta phải nên chuyển khoản. Chuyển từ đâu quý vị và các bạn? Chuyển từ tài khoản của chúng ta, chuyển thẳng qua tài khoản của người dự định sẽ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, để sau này phát sinh tranh chấp. Thưa quý tòa rằng tại thời điểm đó tôi gửi tiền về để mua với cái mức là 30.000 đô. Thưa quý vị, thưa quý vị tòa, chứng cứ là đây là một chứng cứ. Tôi sẽ đã gửi tiền về lần thứ nhất là 15.000 đô, lần thứ hai 10.000 và lần thứ ba là 5.000. Chuyện hạ hồi phân giải quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ là thừa nếu như trong trường hợp những cái video này đến với quý vị và các bạn, trong trường hợp những anh chị em ruột, những người có những cái uy tín cao, những người không đặt nặng cái vấn đề tiền nong và có những cái sự thân thiện, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi sẽ thật là vô duyên nếu như trong trường hợp đưa ra những cái hướng dẫn nó không giống ai. Nếu trong trường hợp gia đình quý vị và các bạn, anh chị em ruột quý vị và các bạn ở trong nước và nước ngoài, họ làm một, họ không có một cái sự toan tính. Tuy nhiên, luật sư mà, cái gì họ cũng phải có một cái sự chiến lược nhìn xa. Nếu hôm nay quý vị và các bạn chưa làm thì quý vị và các bạn sẽ uyển chuyển một chút xíu để quý vị và các bạn làm đi. Việc làm này nó sẽ không có thừa vì con người nó sẽ thay đổi theo thời gian về ý chí. Hôm nay tôi ở Việt Nam có thể là tôi không làm việc đó, nhưng 5 năm sau, 10 năm sau tôi sẽ làm việc đó. Thưa quý vị và các bạn, kết một cái câu chuyện này tôi muốn kể cho quý Việt Kiều nghe để quý Việt Kiều hiểu được rằng lý do tại sao luật sư Thu muốn gửi đến quý vị và các bạn là như thế này. Bạn đi một thời gian dài thì có một cái cô đến văn phòng, cô bảo rằng là luật sư biết không, cuộc đời của tôi đến nay là 70 tuổi rồi, tôi chưa bao giờ bội tính hết. Tuy nhiên là trong cái cơn sốt đất của khoảng tháng 3, tháng 4 gì vừa qua đó, tôi thuật ngữ của bà mà, tôi bán một miếng đất. Tuy nhiên thì luật sư biết không, khi tôi lấy tiền cọc với cái số tiền
là 200 triệu. Tôi chạy khắp xóm hết, tôi không thể nào mua được một cái nhà và cái đất với giá 1.2 tỷ. Và cái người mà đặt cọc để mua đất của tôi đó, họ đã bán cái tài sản của tôi với giá là 2.5 tỷ. Luật sư biết không, cũng phải nói thật với luật sư rằng trong trường hợp này tôi đền cọc thì như thế nào. Quý vị và các bạn biết không, cho đến một lúc nào đó họ không thể, họ phải tính được cái quyền lợi nào cao nhất. Cân đong đo đếm giữa cái quyền lợi 1.2 tỷ họ đã nhận 200, phạt cọc 200 triệu để họ bán cái nhà đó 2.5 tỷ, trừ lại bao nhiêu quý vị và các bạn biết không? Trừ lại 400 triệu thì họ vẫn còn dư ra, vì tài sản này là tài sản của họ. Còn nếu trong trường hợp họ vẫn giữ cái uy tín nha quý vị, uy tín, họ tiếp tục thực hiện hợp đồng bán tiếp cho người đó thì họ chỉ nhận lại 1 tỷ đồng. Đó là cái câu chuyện mà luật sư Thu Đoàn muốn gửi đến quý vị và các bạn. Tôi không muốn trong gia đình quý vị và các bạn nồi da sáo thịt. Tôi không muốn những cái tranh chấp trong nội tại, một cái ngấm ngầm. Tuy nhiên, tôi muốn quý vị và các bạn hãy giữ lại, hãy xác lập những cái chứng từ. Vì tôi biết, ví dụ như hiện tại ở Canada thì một giờ làm việc nó khoảng 11 đô thì phải. Không biết là bên Mỹ thì bao nhiêu. Tôi cũng mong muốn một giờ của quý vị và các bạn sẽ được phát triển, sẽ được đầu tư sinh lợi đúng chỗ, không mất đi tình cảm gia đình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đến thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn.